Vợ chồng miền Tây mến chào đến nè ông bà cô chú anh chị. Thì bữa nay nên đi đặt chuột cô chú anh chị chứ không có đặt ếch. Đặt ếch không gài là tại vì nên không có ra video là cô chú anh chị biết sao. Không phải là nên không đi làm mà tại vì nên đi làm mà không có. Không gài nên đi, nói chung là không gài nên đi đặt lợp ếch thắt cô chú anh chị à, nên đặt bữa được có, nên cầm hai mấy cái lợp mà đặt không gài bữa được có 20 y có mấy con, không nhiều khi được không được 1 kg nữa. Vô giò ếch nhóc cái dần chăn dũng vô giò ếch nha, nhưng mà nãy ếch nhỏ nhỏ mà nãy nên đi đây nè, nên thấy ếch nó ngồi đâu cả chục con vậy mà con nhỏ nhỏ mà chăn dũng này nè. Này người ta đang xả nước ra cũng có dấu giò ếch hơi bự nữa kìa, mà ít chứ không có nhiều. Nay nên đặt cái đường này nè, nên đặt lúa cây của chú anh chị. Ở đây người ta có cắt mấy miếng nè, nhưng mà có người đặt rồi, có đồng nghiệp đặt, đồng nghiệp đặt từ từ đó rồi, dài ra ngoài, dài ra ngoài cái Gò Mã đó. Còn ở ngoài bờ cây ngoài kia cũng có người đặt luôn, người ta đặt, người ta cắm cờ, người ta giữ luôn luôn rồi. Dài quanh kia cũng có người đặt luôn rồi, cầu vòng rồi. Cô chú anh chị thấy cầu vòng không? Nãy trời chuyển mưa rồi cái có cầu vòng luôn, nên nghe nói là kiếm sao được mà ngay chăng cái chân cầu vòng đi xuống đó, là gặp được nè mấy nàng tiên tắm ở đó đó mà không biết ở đâu kiếm. Cầu vòng nhìn đẹp không đó, này nên đặt lúa cây luôn, đặt lúa còn xanh nè. Cái dách bên kia thì lúa chín rồi kìa, cắt có cắt hết mớ rồi mà có đồng nghiệp đặt hết rồi của chúng chị. Họ có cái đường này không mà 4-5 đồng nghiệp đặt luôn. Nên đặt từ đây nên đặt dài vô trong. Dài vô trống con trăm mấy chục cái mình đặt từ tuốt mấy chung kia mà dài ra tới ngoài này luôn. Nó tại không có đường, nó cũng có đường nữa mà có dấu giò chuột nữa cha, mà nên chạy không thấy đường, thấy đường đặt chỗ nào chuột im thì đồng nghiệp đặt chứ. Động cũng gần nhà nên chứ không có xa, từ nhà nên chạy lại đây cũng mấy cây số là xuống đồng à. Cánh trên kia cũng còn xanh lè, xanh dờn à. Đó, giờ này thì nên đặt cũng xong rồi. Rồi nên hẹn ông bà cô chú anh chị lại sáng mai ha. Nào nên đi thăm cái nên sẽ chia sẻ tiếp đến ông bà cô chú anh chị. Chứ đặt lúa cây thì nên không có thăm đêm ha. Để sáng cái nên cuốn luôn à. Vợ chồng miền Tây mến chào đến nè. Ông bà cô chú anh chị ngày mới ha, này bà xã lên. Sáng bắt đầu hai chồng nên đi gom gặp chuột nè. Ủa cái gặp đây đâu ta? Cái cờ nên cắm ở đây mà cái gặp nằm hướng nào nên không biết luôn. Gặp như nhớ là đặt đây mà ta, nhớ đâu mất tiêu gặp rồi à, gặp bên này nè, bên đây nè, bên đây mà kiếm bên kia. Đặt lúa cây này hiu quá cô chú anh chị. Chết quá không à, nên không thấy dính gì trơn. Thấy cũng có dấu chuột này kia rồi nè. Gì đừng còn hả, chá mặt trời không thấy. Quay hướng này, hướng ông mặt trời à, nó bị chá mặt trời, chá nắng nên giờ mới chảy, tại vì sáng nên đi đổ cái ngục đó cô chú anh chị, đổ cái ngực sẽ ngục xong rồi nên mới gom à, mới gom gặp khung cảnh đồng ruộng á, lúa này còn xanh. Có ngoài kia lúa vàng, ngoài kia lúa chín, chín vàng mà đồng nghiệp đặt quá trời đặt rồi. Đồng nghiệp đặt thì với có người nhiều khi phải cắm cờ, phải cắm cờ để giành luồng luôn rồi. Mình nên không có chỗ đặt rồi, nên thấy chỗ này dấu vòi chuột đồ cũng nhiều nên đặt, nhưng mà chất quớt đường chạy cặp méo cũng lưỡng mà không có luôn.
thay lò xôn. Đàn gặp không không? Có đường dấu đường chuột chạy lên mà đặt không dính. Dấu giò chuột, dấu giò chuột dưới mương nhóc ở đây nè. Nhẩm luôn. Nhẩm dấu luôn. Có vết bẩn nè, nhiều khi có vết bẩn nó vậy. Nhẩm dấu luôn mà có đường lên thấy nên thấy cũng được mà cũng chết quất luôn. Đặt không có thôi chúng chị. Đàn gặp không. Gặp không là gặp không có chuột. Nay ngày đầu khởi công đi đặt chuột thấy thua. Chút quớt sót đo một cái. Một cái dưới mương. Ngày đầu khởi công đi đặt chuột mà này chút quớt rồi chúng gì. Hẻo. Thua. Làm thấy dính đựng còn quá mừng luôn, mừng hết lớn luôn của chú anh kia, được một con chuột, mừng ơi là mừng luôn, đặt đựng con nữa hả, cũng được, đẩy đựng con nữa nè, hai cái được hai con, hai cái hai bên nên là, về, im ta. Kiếm với chừng 30 con chuột thôi. Thiệt. Đặt lú cây à. Đặt. Đừng con nữa ha. Đặt lú cây này nè. Thì cái nên trăm mấy cái lợp này kiếm. Nên cầu kiếm chừng 30 con chuột thôi là ngon hả. 30 con chuột bự. Cô chú anh chị thấy cái nặng. À, nó 6 con một ký đó. 30 con là cũng được vài ký lô là cũng im á, là khỏe mà nên sao không được thôi. Hiu luôn vậy đó, có gặp không không hả? Không không ngồi cái dài ra đây cái giường mớp đó, mấy trái mấy cái nữa đó. Lú cây này đặt khó ăn, lú cây tại vì nhiều khi chuột nó ra rồi nó ăn là nó còn ở trong ruộng hết, chứ gì đa số nó ở trong lúa nhiều hơn, nó không ra. Ồ, đây con gì vậy? Nhấn mối, nhấn mối luôn. Cái này dính không? Nè, cái đường mòn im hết sức luôn. Chạy lên bóng lưỡng luôn vậy đó. Nguyên đường mòn luôn. Thấy lỗ, nguyên lỗ chui luôn. Vậy mà nên đặt không có, dính. Nhiều khi nó chui vô, chạy ở trong ruộng, nó ra. Nhầm bữa không? Ở trong á, coi đâu trong á. Có chưa? Dính không? Đựng con nữa. Mớp này mớp à. Mớp trái. Bông mớp nhìn đẹp không cái gì. Quay cái bông mớp à. Bông mớp nhìn vàng tươi đẹp ha. Vàng. Ồ. Người trồng mớp ở dưới nuôi cá. Ở trên mớp ha. Người trồng mớp ở dưới mương nuôi cá. Đã thiệt. Gì? À, thì chuẩn bị nên mua thêm trăm gặp với mua hai cái giỏ nên hư trơn, phải mua hai cái giỏ khác. À, trăm gặp hết 700k. Trăm gặp không 700. 700 với hai cái giỏ nữa. Hai cái giỏ. Giỏ như cái mấy chục ngàn với vậy? 100 ngàn hả?
cái 100 ngàn, hai cái 200 ngàn nữa. Rồi. Thủ 900. Để đặt cứ ngục móc. Móc móc tiền chắc mua đủ, mua được. Móc móc đã. Đặt cứ ngục nha. Đây tới lúa cắt là đặt cứ ngục chắc móc móc tiền đủ mua. Nhiều không gần chịu quạt. Quá hình được con nữa chứ anh chị. Dính im im vậy sướng. Đây gai, đây gai. Có cái không dính, có cái dính, có cái không. Đa số không dính nhiều hơn. Nhiều khi đi ngược nắng cái nó nhìn không kỹ. Nó cháy là nó sót. Hãy đứng xuôi lại, nhìn kỹ lại. Không có luôn hay vậy? Đừng con nữa hả? À. Thế này. Có con gì không? Có sập nè. Ồ. Sập mà không phải chuột. Con ếch con. Ở đây ếch cũng có lý lắm nè. Mà ếch nó nhỏ mà. Phải ếch bự. Ếch bự lên anh đặt. Ếch chút chút không? Ếch nuôi không? Mùa này ếch nó nhỏ mà. Chắc mùa sau ếch nó có bự. Mùa sau là có ếch bự rồi. Chừng lọt xuống. Cắm đầu xuống. Cắm đầu xuống cuộn luôn mới ghê. Hai cái chứ quớt hết trơn. Hai cái đường mòn chui nguyên cái lỗ im thấy ghê. Mày chứ quớt. Lụm được không? Nằm dưới mé. Quớt. Đây dính con này trời. Lụm. Lụm hàng một con. Mấy đường này nó chui lên im im không. Mà chưa có. Ô, ở đây con nữa. Đường con nữa, đường chui nè, lỗ. Lỗ dưới nó chui lên. Dưới mương chui lên. Đàn cũng về tới nhà. Tới phà. Tới túp liều trên sông của nên này nè. Giờ nên đổ chuột ra. Nay dính không biết được nhiều con nên cũng không biết. Để đếm thử rồi nên được nhiều con. Gặp không nhiều của chúng kia. Giờ đặt móc móc. Giờ nên đặt ếch không có thì xây qua nên đặt chuột mà. Đặt lúa cây đặt móc móc chứ nên cũng không biết sao. Đặt đồng gần ở chỗ nên nè. Không biết được như con nè. Thì chuột bự đặt lúa cây mà đâu có chuột nhỏ đâu vợ. Đặt lúa cây ít có chuột nhỏ lắm. Nãy có con chuột con. Ừ nãy anh thấy cũng có một con. Rồi đây. Bên em có một con. Được con nhiều đó cô chú anh chị. Có một hai cái gặp không đó chồng. Sập mà không dính. Nhiều khi ếch nhái nhỏ chạy nhảy vô của chú ra vậy. Không chừng sáng dính mấy con ếch nhỏ nhỏ. Không đi, đi chung.
cha ông. Sao vậy? Tự nhiên chung lên trên cái cọng rồi so với cái nắp. Được mười mấy con rồi chú anh chị. Kẹt rồi. Tính đạt chỉ kiếm chi tiêu 30 con mà kiếm không được. Sáng thì nên đổ cá, bữa nay cá cũng ít cô chú anh chị. Này không bằng bữa trước, cá không bằng bữa trước. Này, cá không ít, nước rồng à. Nước rồng này kìa, gặp xuống tới đây nè. Này anh nên đổ được con cá đá cá kìa. Anh chờ cái con cá đá cá lăng. Nên đổ được con cá lăng đuôi đỏ, còn nhiêu nên bán hết à. Cá lăng bự nghe, cá lăng này cũng ký ngoại gì đó, cũng ký mấy á. Cá lăng đuôi đỏ của chú anh chị đó. Đổ được cá lăng đuôi đỏ để nãy giờ đóng gồng luôn kìa. Trường cá lăng đuôi đỏ lại để gà đem về nhà cho ba với mẹ nên ăn. Đem về nhà lên cho ba mẹ nè. Này được nhiều đó. Nên mà ông bà cô chú anh chị dùng cơm trưa với vợ chồng lên ha. Hôm nay chuột được có sáng nên căng được có 2,5 kg, cô chú anh chị không được 3 kg. Được có cây gì vậy? Được 19 con chuột à. 18 chuột à. 8 chục được 2 ký mấy. Nay nên ăn cơm, hai chồng ăn cơm với cái lừng bơn chiên. Cái cá này nên đi đổ với Ngục nè. Sáng nay đổ được mới cá lừng bơn. Rồi giờ muối chiên ăn với cá phi. Phơi một nắng muối chiên. Ông ba cô chú ăn cơm, rồi ba mẹ ăn cơm. Cá lừng bơn muối chiên ngon. Ăn với dưa hấu. Làm được gì ăn đó. Làm chục ăn cá mà là làm gì đó không chồng. Giờ có cá đóng rồi mình ăn cá. Mặn. Rồi anh thấy có mặn không? Thôi tại nhầm có không thấm, nhầm có không thấm. Có cái lần ba hôm qua đâu ra bán à? Hôm qua rồi mày là bốn hai rồi. Hôm qua em đâu chưa, hôm qua có con rồi. Hôm qua có con bằng kêu hôm qua bán được có mấy ngàn cái lần bận 7 ngàn cứ kỳ lễ rồi có còn có bực ngon rồi. Bơ thằng ghé à? Ừ. Bơ bán chắc mình. Đợi bơ cũng nhạc thứ lắm. Hết ngày chắc giỏi lắm. Trăm gì vậy? Nó dĩnh hào dĩnh trưởng đâu. Đâu dĩnh hậu mà dĩnh trưởng đúng cái kia không không bên kia kìa. Không khoảng có là bên chỗ mà cầu Cỏ Lao á. Cái đó không phải dĩnh trưởng. Đó là gì? Đó là Cỏ Lao. Phước Hưng. Phước Hưng hả? Ừ.
thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye, chúc cả nhà.